Rất vui được gặp lại những vị khách hàng thân yêu trên kênh YouTube bán nhà của bán nhà Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh cũng như là website nhadathuyenhung.com. Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm biệt thự mini phố nằm ngay trục đường Cây Trâm và Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà chúng ta là một căn nhà có diện tích cực khủng luôn nha quý hàng ơi. Ngang 5m và độ dài là 15m và được đúc gỗ một trệt một lửng 3 lầu. Nhà chúng ta là một căn nhà thiết kế theo kiến trúc Pháp, kiến trúc Sri Lanka rất đẹp và rất là đẳng cấp nha quý hàng ơi. Và đây là khu vực mặt tiền mặt ngoài của căn nhà hôm nay nhà đất Hùng gửi đến quý hàng này. Chúng ta để ý thấy này, cái mặt tiền được thiết kế với một tông màu rất sang trọng và ở đây thì chúng ta có rất là nhiều những cây kiểng đã được trưng bày trên cái khu vực mặt tiền của căn nhà mình. Và căn nhà chúng ta là một căn nhà diện tích cực kỳ đặc biệt và cực VIP luôn. Ngang 5m và độ dài là 15m, một diện tích cực hiếm nằm ngay trục đường Cây Trâm cũng như là khu vực đường Lê Văn Thọ, phường 9, sát bên khu vực công viên Làng Hoa cũng như là nhà thờ và chợ Hạnh Nhân Tây. Một khu vực rất đẹp nha quý hàng ơi. Và chúng ta để ý nè, căn nhà chúng ta làm căn nhà xây mới hoàn toàn luôn, vừa mới xây xong. Và con hẻm chúng ta là một con hẻm 5m một trục, cách mặt tiền đường chính, đường lớn, đường Cây Trâm khoảng chừng 15-20m thôi. Sát bên chúng ta có rất là nhiều tiện ích như là công viên, nhà thờ, ủy ban nhân dân cũng như là chợ và trường học. Và mình sẽ chiếu lên khu vực mặt tiền một lần nữa này, ngang 5m, dài 15m và đúng có một trệt một lửng 3 lầu. Nhà chúng ta là căn nhà hướng đông bắc nha, rất phù hợp với những ai hợp phong thủy đông và tây tứ trạch luôn. Và căn nhà chúng ta là một căn nhà nằm ngay sát mặt tiền chính luôn, phù hợp cho chúng ta làm văn phòng công ty cũng như là làm kinh doanh buôn bán tất cả mọi ngành nghề khác nhau. Và mình di chuyển vào phía trong này, thì phía trước đây chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt phía ngoài được làm rất đẹp và rất là kiên cố. Phía trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm Sifa. Và mình sẽ di chuyển vào khu vực gara xe hơi này. Nhà chúng ta sẽ có gara xe hơi này thì chúng ta sẽ đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ, hoặc là nếu mà gia đình mình chưa có xe hơi thì chúng ta thì sử dụng khu này là phòng tiếp khách chính. Và khu vực này thì chúng ta sàn là sử dụng gạch bóng kính 80 nha. Và hai bên tường chúng ta được ốp gạch lên tường lên cao tới gần 3m, tạo cho khu vực không gian phòng khách luôn luôn sang trọng và đẹp. Chúng ta có điểm len gạch giá gỗ nữa, tạo những cái sự đẳng cấp. Chúng ta để ý thấy này, hai bên tường này chúng ta được điểm hai len gạch giá gỗ, ở dưới và trên và ở giữa thì chúng ta có điểm len màu vàng rất là sang trọng. Và phía trên này thì chúng ta có khu vực trần này. Trần chúng ta được đóng rất là đẹp và lạ mắt. Chúng ta có đèn chiếu sáng nữa và tạo cho một căn nhà phố rất là đẹp và lung linh. Hôm nay thì buổi chiều tối ngày hôm nay thì nhà đất Hùng rất hân hạnh giới thiệu đến quý hàng một trong những căn nhà phố diện tích cực khủng nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ cũng như là trục đường Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình đang bước vào khu vực phòng khách cũng như là khu vực gara xe hơi căn nhà mình. Và căn nhà chúng ta là một căn nhà phố đúc có một trệt một lửng 3 lầu, nằm cách mặt tiền đường chính, đường lớn khoảng chừng 30m thôi. Hẻm chính nhà là con hẻm 5m, rất là phù hợp với gia đình mình mua làm văn phòng công ty. Và đây là một trong những căn nhà phố ngang 5 được thiết kế và bố trí với nội thất cực kỳ đẹp luôn, sang trọng, hiện đại và kết hợp với phong cách kiến trúc Pháp, tạo sự đẳng cấp cho căn nhà của gia đình mình. Thì chúng ta để ý thấy này, khu vực cầu thang này, ở đây thì cầu thang gia chủ thiết kế với một phong cách hoàn toàn mới và khác lạ. Chúng ta có khu vực trụ cầu thang làm bằng gỗ căm xe và kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương. Phía dưới khu vực cầu thang này chúng ta có một tiểu cảnh này. Tiểu cảnh ở đây thì chúng ta có trồng những cái thảm cỏ và làm những cái điểm nhấn nhá rất là đặc biệt. Và phía bên trái này thì phía bên phải này chúng ta để ý thấy này, ở đây thì gia chủ có trồng những cây tre này. Tường thì chúng ta được ốp gạch lên tường và phía trên này chúng ta có tạo kiểu bằng ba cái đèn kiểu đèn lồng như thế này, rất là đẹp và đặc sắc nha. Rồi mình đang di chuyển vào khu vực không gian phòng bếp này. Khu vực không gian phòng bếp của chúng ta là một khu vực rất là đẹp và rộng. Đây là một căn nhà ngang 5 nên là phòng bếp chúng ta được bố trí rất là thoáng. Với ở đây thì chúng ta có khu vực sử dụng gạch bóng kính 80. Và khu vực bếp của chúng ta là có quầy bar luôn nha quý hàng ơi. Và phòng bếp thì được thiết kế với một tông màu hoàn toàn mới, được thiết kế bằng một loại gỗ là gỗ sồi Nga, tạo sự đẳng cấp. Và phía trên chúng ta có khu vực trần thạch cao. Và phía bên này chúng ta có khu vực để tủ lạnh này.
Nhà này là một căn nhà mới hoàn toàn luôn, vừa mới xây xong cách đây mấy ngày thôi. Thì hôm nay thì nhà đất Hùng rất hân hạnh giới thiệu đến quý hàng chúng ta một trong những siêu phẩm nhà phố mà giá bán đang rất là mềm, cũng như là diện tích cực lớn, ngang 5 mét dài, độ dài là 15 mét và nằm ngay khu vực công viên Làng Hoa cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Dương Tây. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Phía sau này chúng ta có khu vực giếng trời này. Và ở đây thì chúng ta có sẽ có một cái lavabo nằm ở ngay phía ngoài để khu vực này chúng ta có thể đánh răng rửa mặt, và ở đây chúng ta có gương soi này. Và phía sau này khoảng giếng trời này gia chủ có ốp gạch và treo những cái chậu kiểng tạo kiểu đẹp như thế này. Và phía trên này chúng ta có khoảng giếng trời nha. Khoảng trời chúng ta được trưng bày rất là nhiều cây xanh và đã được che chắn rất là kỹ rồi. Và ngay đây thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh nằm ngay dưới trệt để sử dụng chung như tất cả những người mà khi chúng ta sinh hoạt ở dưới tầng trệt cũng như là khu vực phòng bếp nha. Mình sẽ quay ngược từ phía sau ra phía ngoài này. Đây là một căn nhà phố rất đẹp và giá bán đang rất là mềm. Mình sẽ bật mí giá bán cho cả nhà cùng nghe. Chỉ có 7 tỷ 945 triệu đồng thôi, còn thương lượng mạnh cho quý hàng nào thiện chí nha. Và quý hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là một căn nhà phố ngang 5 duy nhất còn sót lại ở khu vực công viên Làng Hoa cũng như là nhà thờ và chợ Hạnh Dương Tây. Rồi mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng, khu vực phòng tiếp khách chính của gia đình mình. Thì nhà này thì chúng ta sẽ có hai phòng khách nếu mà gia đình mình chỉ có xe hơi. Còn nếu mà gia đình mình có xe hơi rồi thì chúng ta sẽ có khu vực phòng khách ở phía trên và phía dưới thì chúng ta khu vực đậu xe. Ở ngay khu vực sảnh chờ, khu vực phòng khách trên lửng này chúng ta có một cái khu vực mini ngồi để tiếp khách cũng như là nghe nhạc ở trên này nha. Và trên tường này chúng ta để thấy này được trang trí những cái chỉ cũng như là tạo những cái bức tranh 3D dán tường, và có giếng trời ngay khu vực giữa này luôn này. Những cái vật dụng trang trí cũng như là những cái bàn ghế mini trong căn nhà này thì chúng ta sẽ được tặng lại hoàn toàn nha, cũng như là những quạt gió trên tường. Và căn nhà chúng ta là một căn nhà phố rất đẹp và đẳng cấp. Đây là khu vực tầng lửng, khu vực phòng khách tiếp khách chính của gia đình mình. Thì khu vực này thì chúng ta để ý thấy này, nó rất là thông thoáng và được trang trí với những cái màu sắc rất là hợp lý. Phía sau chúng ta có khu vực tủ kệ rượu. Và phòng này thì chúng ta cũng được sử dụng ống máy lạnh đã được gắn sẵn để chúng ta có thể gắn máy lạnh. Và bên này chúng ta có những bình phong che và tạo kiểu cũng như là để trưng bày những cái vật dụng cá nhân, vật dụng gia đình. Mình sẽ quay một vòng này. Phía sau này chúng ta có một khoảng giếng trời rất bự để trưng bày những cái chậu bông kiếng như thế này. Và chúng ta có khu vực tủ kệ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi này. Và mình sẽ quay ra phía ngoài này. Cái sảnh khá rộng nha quý hàng ơi. Với một căn nhà phố đẹp như thế này và được trưng bày và bố trí nội thất khá là đặc biệt mà nằm ngay trục đường cây châm cũng như đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với giá bán như thế này thì rất là mềm, và quý hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Đi Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Mình đang di chuyển lên khu vực phòng ngủ. Nhà chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ngay sảnh khu vực phòng cầu thang của lầu 1, khu vực giếng trời này. Chúng ta để ý thấy này, gia chủ thiết kế này, phải nói là quá đẳng cấp và sang trọng luôn. Và giá bán căn nhà này mình xin bật mí lại một lần nữa, chỉ có 7 tỷ 945 triệu đồng thôi, còn thương lượng mạnh cho quý hàng nào thiện chí. Đây là khu vực phòng ngủ số 1, phòng ngủ chính của gia đình mình. Thì phòng ngủ này chúng ta sử dụng là gạch bóng, gạch giá gỗ nha. Gạch giá gỗ này thì độ bền rất là cao và càng lâu thì chúng ta thấy càng bóng. Hai bên tường chúng ta được ốp chỉ này, giấy dán tường. Và trên này chúng ta có đèn ngủ cũng như là phòng vệ sinh trong. Mình sẽ quay một vòng. Phòng này thì chúng ta có ống máy lạnh cũng như là tủ kệ tivi, tủ âm tường đã được gắn sẵn rồi. Để ý thấy này, phía sau chúng ta có cửa sổ ra giếng trời. Nhà chúng ta thì mỗi phòng chúng ta đều có hai cửa sổ. Một cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau. Ở đây nha quý hàng ơi. Và phía bên này này, ngay chỗ cửa này thì mình sẽ mở. Cửa này là cửa gỗ căm xe nha, nguyên chất luôn. Đây là chúng ta có cửa sổ ra khu vực giếng trời số 2, khu vực giếng trời ở giữa nhà này. Và cửa chúng ta là cửa gỗ căm xe này. Và trong này thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh mỗi phòng ngủ thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh của chúng ta này có gương soi, bồn rửa, lavabo sử dụng thương hiệu nội thất là Vira Senra. Có bồn tắm đứng, vòi tắm xông hơi, vòi tắm massage và có vòi tắm hoa sen luôn. Cũng như là khu vực những cái móc treo đồ đã được gia chủ chuẩn bị hết rồi. Chúng ta chỉ việc mua về và gắn thêm giường và máy lạnh để chúng ta ở trong căn nhà này rồi. Thì tất cả phòng vệ sinh chúng ta có lỗ thoát ra khu vực giếng trời.
để tránh mùi bay vào phòng nha. Mình sẽ quay này. Đây là phòng ngủ số 1 nha, tủ âm tường này, tủ kệ tivi. Rồi mình sẽ qua khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ phía trước này thì chúng ta thấy là nó cũng tương tự vậy thôi, chỉ được trang trí với những cái dán tường khác nhau thôi. Rồi chúng ta cũng có khu vực gắn máy lạnh. Phòng ngủ phía trước này chúng ta cũng có hai cửa, một cửa đi ra khu vực ban công và một cửa sổ bên hông. Cửa sổ bên hông chúng ta là lấy thoáng và lấy gió, và màn rèm cửa căn nhà này chúng ta được gắn sẵn hết rồi, nên chúng ta yên tâm. Với những cái tủ âm tường đẹp và làm bằng tông màu rất là hiện đại như thế này thì căn nhà này là một căn nhà phố rất là sang trọng nha. Phía trước thì chúng ta có ban công này, đây ban công của chúng ta đây. Lan can ở ngoài là chúng ta sử dụng là sắt mạ đồng, sắt đúc mạ đồng rất đẹp và sang trọng. Mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Cây Trâm cũng như là đường Lê Văn Thọ, sát bên khu vực ngã ba công viên Làng Hoa, phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà chúng ta lại sát bên Ủy ban Nhân dân phường cũng như là chợ, nhà thờ hay trung tây cũng như là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đây là khu vực phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Phòng vệ sinh của nhà này chúng ta để ý thấy này, rất đẹp nha. Đây, với những cái thiết bị vệ sinh và chúng ta có gừng soi cũng như là bồn tắm, massage, vòi tắm, xông hơi như thế này thì tạo rất là đẳng cấp. Và phòng vệ sinh chúng ta được ốp gạch này, rất là sang trọng luôn nha quý hàng ơi. Đây là một căn nhà phố rất đẹp đấy. Quý hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Huy Hùng sớm để đi xem và sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà phố phải nói là quá đặc biệt như thế này, với thiết kế vô cùng hợp lý luôn và được chủ nhà thiết kế bố trí rất có tâm nha quý hàng. Và đây thì khu vực giếng trời ở giữa này, gia chủ có để những cái chậu bông rất là đẹp, và giếng trời chúng ta cũng được che chắn rất là kỹ nè. Rồi mình sẽ tham quan sơ qua khu vực phòng ngủ nha, phòng ngủ số 4 này. Đây, tủ âm tường, màn rèm cửa. Quay rất là chi tiết luôn. Quý hàng xem video bên kênh Bán Nhà Gò Vấp và Bán Nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh của trang nhà đất Huy Hùng.com thì quý hàng vui lòng đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những video cũng như là những sản phẩm mới nhất của bên mình đang giao bán nha. Và đây là khu vực phòng ngủ số 4, phòng ngủ phía sau. Ta để ý thấy nè, rất là thông thoáng với rất là nhiều những cửa sổ. Chúng ta có hai cửa sổ, một cửa sổ ra giếng trời phía giữa, ở khu vực giữa nhà, và một cửa sổ ra khu vực giếng trời ở phía sau. Ngoài ra là chúng ta có thể có thêm giếng trời ở khu vực giữa nhà nữa. Và mình sẽ di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau căn nhà này. Mình xin nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 5m và độ dài là 15m và được đúc kiên cố một trệt, một lửng, 3 lầu. Đây là khu vực phòng thờ căn nhà mình này. Khu vực phòng thờ nha. Trệt, một lửng, 3 lầu. Và đây là khu vực sân thượng phía sau cũng như là phòng giặt. Đây là khu vực sân thượng phía sau này. Ở đây thì gia chủ đã lợp mái cũng như là che chắn rất là kỹ rồi. Chúng ta thấy khu vực để máy giặt ở đây này. Và phía trên này chúng ta được lợp mái và che chắn rất là kỹ này. Ống máy lạnh đã được để sẵn ở đây rồi. Chúng ta sẽ gắn máy lạnh vào đây thôi. Và khu vực giếng trời này. Đây, chúng ta để ý thấy này, có những cái chi tiết rất là nhỏ, những cái lỗ thoát, lỗ thông gió rất là đặc biệt, được gia chủ thiết kế và bố trí rất là tỉ mỉ. Nhà chúng ta là căn nhà ngang 5m, dài 15m và đun cố một trệt, một lửng, 3 lầu. Và nhà chúng ta thì có hai phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng bếp, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng chúng ta, nhà chúng ta là hướng đông bắc, phù hợp với những ai ở phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này thì chúng ta đang được rao bán với giá là 7.945.000.000 đồng, còn thương lượng mạnh cho quý hàng đọc thiện chí. Quý hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và đây là khu vực sân thượng phía trước này. Khu vực sân thượng phía trước này chúng ta có thể để những cái bộ bàn ghế đá cũng như là trồng cây kiểng, trồng rau, và chúng ta có thể ăn nhậu ở đây được luôn. Phía trước này thì gia chủ đã trưng bày rất là nhiều cây cũng như là làm hàng rào chắn này. Và phía trước này thì chúng ta có khu vực lan can. Hướng đông bắc phù hợp với những ai ở phong thủy là đông tứ trạch nha. Quý hàng quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên mình theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi, nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.